Vấn đề tiếp theo nó liên quan đến câu chuyện Việt Nam, về cái người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Một người có thể có mấy quốc tịch ạ? Nhiều, ok, chính xác. Của cái nước sợ cái nước mà họ đang ở thì hiển nhiên rồi ha. Họ còn có quốc tịch Việt Nam không? Ai cảm thấy là còn quốc tịch Việt Nam, các anh chị giơ tay cho mình xem. Ok. Ai cảm thấy là họ không còn quốc tịch Việt Nam nữa? Ai có câu trả lời là tùy? Yeah. Ok. Chính xác ạ. Những câu trả lời đúng chuẩn của tư vấn pháp luật, nó mang tính chất là vô thưởng vô phạt anyway thì nó là câu chính xác. Tùy. Tùy cái gì? Tùy về cái việc là các anh chị có lựa chọn từ bỏ quốc tịch Việt Nam hay không. Đa số những cái hoạt động nhập cư và khi mà chuyển cái quốc tịch của mình sang một cái nước khác, khi các anh chị là người nhập cư một cái nước nào đó, thì khi các anh chị được cấp quốc tịch đó, thì trong cái form đa số nha, mình không nói tất cả, nhưng đa số nó sẽ có một cái lựa chọn là các anh chị có từ bỏ cái quốc tịch cũ hay không. Và nếu các anh chị tích vào cái câu chuyện là các anh chị từ bỏ cái quốc tịch cũ á, thì các anh chị chỉ có quốc tịch mới thôi. Còn nếu mà các anh chị không chọn cái option đó, các anh chị vẫn còn quốc tịch cũ, mình gọi là người song tịch á, tức là có hai quốc tịch á. Vậy thì nó phân định rất là rõ ràng câu chuyện còn quốc tịch Việt Nam và không còn Việt Nam. Đây là cái điểm hở của giai đoạn gọi là cái điểm mà điểm gáp, cái điểm hở của giai đoạn 2013 trở 2013-2014, tức là trước 1 tháng 8 2024, bởi vì họ không có định rõ cái khái niệm là còn quốc tịch Việt Nam hay là không còn quốc tịch Việt Nam. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn cái khách còn quốc tịch hoặc không còn quốc tịch thì đó là cái mà cái chốt chặn rõ nhất, nó phân định tách ra hai nhóm rất là rõ ràng, chứ không phải là người nước ngoài hoặc người Việt Nam nữa. Nếu mà chúng ta còn quốc tịch Việt Nam thì nó có quyền và nghĩa vụ như công dân Việt Nam. Còn nó không còn quốc tịch Việt Nam thì giữ những cái chính sách mình gọi là chính sách hiện hành đấy, tức là chính sách về sở hữu bất động sản của cái người nước ngoài ở Việt Nam. Thì câu chuyện đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta thấy cái câu chuyện nó cũng khá là rõ ràng rồi. Và về mặt thực tiễn thì câu chuyện từ trước 2024 đến giai đoạn từ sau 1 tháng 8 2024 trở đi, nó không có cái sự sai khác nhiều như cái cách mà học PR hoặc marketing trên thị trường. Tuy nhiên thì vẫn có những cái tích cực liên quan đến cái việc mà người nước ngoài sở hữu bất động sản ở Việt Nam, đó là câu chuyện cái tính sở hữu chúng ta sẽ đa dạng hơn. Và cái tí nữa trong cái những cái slide tiếp theo các anh chị sẽ được tiếp cận, nó có hai cái slide mà nó nhấn mạnh cái vấn đề điều chỉnh tích cực ở góc độ người nước ngoài so với giai đoạn trước 1 tháng 8 2024 rồi. Và cái này là cái hồi nãy các anh chị có nhớ là mình có nhắc với anh chị về hai cái điểm lợi, ở ba cái điểm lợi trong cái việc mà người nước ngoài mua nhà. Thì cái thứ nhất mình đã nói rồi, bây giờ đến là cái thứ hai đây. Thì các anh chị sẽ thấy, các anh chị thử so sánh hai cái này, các anh chị nghĩ là cái nào có lợi cho người nước ngoài hơn? Cái một có lợi hơn. Ai thấy cái một có lợi hơn cho tay ạ? Wow, rồi ok. Ai thấy cái hai có lợi hơn ạ? Wow, ok. Các anh chị còn lại sao ạ? Tùy. Ok. Thực tế các anh chị sẽ phải hình dung câu chuyện vậy nè. Các anh chị sẽ phải hình dung câu chuyện như vậy ha. Cái nội dung liên quan đến cái thứ nhất, tại sao nó có lợi hơn, tại sao các anh chị nghĩ nó có lợi hơn? Bởi vì các anh chị, cái nội dung thứ nhất là xem xét gia hạn 50, thời hạn sổ không mấy năm mà được xem xét khi có nhu cầu. Các anh chị nghĩ nó có lợi hơn bởi vì nó không bị giới hạn bởi 50 năm còn lại, đúng không? Chính xác không ạ? Nhưng câu chuyện các anh chị quên mất câu chuyện là có một cái chị đang nhấn mạnh rất là nhiều chữ gì ạ? Xem xét dạ. Ok, chính xác, chính xác. Tôi chưa cho. Tôi sẽ cân nhắc cái việc cho. Tôi sẽ cân nhắc cái việc cho chứ tôi chưa cho. Ông ngon ông sống thêm 50 năm nữa ông đợi được có cho hay không. Nhưng mà ở đây thì sao? Chắc chắn là có. Một lần thôi. Nhưng mà có nha. Ở đây ha. Thấy rõ đúng không? Rồi, đơn giản vậy thôi.